Câu ở San Francisco Bay, Bluefin. Nè, ở đây đi câu cá. Thôi dính con gì đây nè. Quá. Gì mà dữ vậy? Anh thấy cái cầu của tôi không? Chẳng phải là chứ nhẹ đâu. Câu này tôi nghĩ chắc có 30 phao quá. Quằn quại luôn ha. Dữ. Tôi nghĩ cái đuôi gì dữ vậy? Gì cái gì? Đuôi gì dữ vậy? Được con kia mới trước. Còn kiểu cái này. Quá, cá gì mà nãy giờ kéo hoài mà chưa lên kìa. Bự quá. Mạnh ghê luôn á. Coi lại cái chút xíu kìa. Con gì mà quá. Hai ly bọt con á. Cá đuối. Cá đuối. Giật hai ly bọt giật lỏng rồi. Cá đuối bự quá. Giật giật lại. Không được rồi. Được không? Thì anh á. Cho cầm xem. Quá. Cũng mà lại cắt cái đuôi tao này, cái này nó mạnh cái đuôi lắm. Cắt cái gai làm tao. Cái gai nó quất nó một là tàn da luôn á. Từ đây đi. Anh giữ nó nghe. Ừ, nắm cái đuôi cắt. Cái đuôi. Có kềm chưa? Rồi. Kềm nè. Kềm đâu? Đây nè. Bé. Ta phải nắm. Ừ, nắm cái đuôi đàng hoàng mới được rồi. Cái ngạnh đó mà nó đâm vô cái là tiêu quá. Rồi, cái ngạnh nó độc lắm à. Ủa gì vậy? Rồi. Rồi đưa đây tôi. Quá. Ông cứ dịnh đây tôi. Rồi. Anh làm gì? Móc lại cho nha. Móc lại. Rồi, bữa nay trời đẹp quá luôn. Mình đi ra vùng vịnh San Francisco nè. Anh em đi câu cá seven reel. Đó, vậy đó. Không dính mà dính con cá đuối bự quá. Đúng rồi, đưa tôi giữ cho anh cắt. Cái đây có cái trụ, nó có cái còi, nó có hụ hoài nè, hú hú hoài nè. Để cho tàu ban đêm á, tàu nó nghe nó biết nó tránh. Nhiều khi ban đêm ở đây á, sương mù dày đặc lắm, không có thấy đường đâu. Bởi nó phải có mấy cái còi hụ giống vậy để cho tàu nó biết là chỗ đó có cái trụ. Đó. Đây nó có cái trụ nè. Bữa nay trời quá lạnh luôn. Trời nắng thì chứ lạnh lắm. Đây. Đây cái này mình con cá bẹ mình lấy mình làm mồi nè. Cái bẹ này nó có dầu mỡ, cái nó có mỡ nhiều lắm, bởi vì nó xuống nước nó lan rồi đó. Thì con cá nó đánh mùi nó tới. Để giải thích cho các anh em nào mà có coi này biết đi để đi câu à.